cô nàng ấm ức ghen tị vì Tiểu Tam được chồng yêu thương hơn mình. Chân tôi bị nứt, cái chồng tôi còn chưa xích nữa. Còn con trai hả? Ngày nào cũng dưỡng. Trời ơi. Câu chuyện về những con Tiểu Tam bốn chân đáng yêu có lẽ đang khiến nhiều bà vợ tức chết mà chẳng thể làm được gì. Cô nàng này vừa than thở vì cảnh phân biệt ở nhà mình. Vợ bị nứt chân chẳng thấy chồng đâu. Vậy mà boss nứt chân thì anh chồng đã lo sốt vó, lấy Vaseline thoa ngay cho nó. Dưỡng Vaseline cho mềm chân. Để xích giùm em luôn coi. Tôi tức quá à. Nhiều lúc tôi còn ganh tị nữa đó. Chồng tôi chưa bao giờ mà hai đã dở bàn chân của tôi vào xích cho tôi luôn á trời. Nghĩ sao về xích cho nó. Nhìn cảnh hạnh phúc mà thấy ngứa con mắt. Đúng là người thứ ba là người không được yêu mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.